Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về 3 bước quan trọng để giúp điều khiển thời gian như ý muốn. Có bao nhiêu trong số các bạn quan tâm về điều này thì giơ tay lên và nói. Tôi! Thời gian luôn là vấn đề mà rất nhiều người đau đầu, bởi vì chúng ta luôn cảm thấy như mình thiếu thời gian và mình không đủ thời gian để làm một điều gì đó. Và thực tế thì có rất nhiều người khi đi làm cảm thấy mình vô cùng bận rộn và không còn đủ thời gian để làm tất cả những điều mình muốn. Nhưng có một thực tế là vẫn có một số người họ có thể hoàn thành toàn bộ mọi công việc của mình, đồng thời vẫn có thể làm toàn bộ mọi thứ họ thích, và đặc biệt vẫn có rất nhiều thời gian dành cho gia đình. Không biết các bạn có bao giờ băn khoăn tự hỏi là tại sao họ lại có thời gian nhiều đến như vậy, trong khi đôi khi có những lúc mình lại bù đầu và không có một chút thời gian nào, và thậm chí luôn luôn cảm giác mình thiếu thời gian, luôn luôn phải chạy theo deadline và luôn luôn cảm thấy căng và luôn luôn bị thúc ép công việc bởi vì mình làm không kịp mọi thứ. Có bạn nào đang bị như vậy không ạ? Dạ vâng. Và ngày hôm nay ạ, 3 bước của chúng ta sẽ giúp các bạn điều khiển thời gian như ý muốn. Làm sao để chắc chắn là mình luôn luôn có nhiều thời gian như mình mong muốn, luôn có đủ thời gian dành cho công việc, luôn có đủ thời gian dành cho bạn bè, luôn có đủ thời gian dành cho chính mình, luôn có thời gian để đọc sách, luôn có thời gian để đi du lịch. Các bạn có mong muốn điều này không ạ? Có. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Em mình có đồng ý không ạ? Và để giúp các bạn học một cách hiệu quả nhất thì trước khi vào phần phân tích phía sau, chúng ta sẽ cùng xem với nhau một video. Video cực kỳ thú vị, nó có tên là cách điều khiển thời gian. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem video. Đa bơi. Con không định đi làm à? Lại đi làm, chán ơi là chán. Cũng bằng tuổi con mà bắt nhà bắt đông làm một lúc 2-3 công ty kia kìa. Lại còn sắp lấy vợ nữa. Không biết cậu ta làm sao mà giỏi thế, chứ con làm mỗi một công ty thôi đã mệt bở hơi tai rồi. Không còn thời gian hẹn hò nữa. Sao giờ cậu mới tới? Em... Nhanh lên, bày sách ra bàn đi. Hôm nay ra mắt sách những ngày mai mà. Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Em vội quá nên... Cậu Hùng đâu? Nhanh về công ty mang thùng sách những ngày mai đến đây. Luôn và ngay nhé. Vâng, anh yên tâm. Còn cậu, vào trong kia phụ giúp bộ phận hậu cần đi. Vâng. Không thể nào mà giao cho cậu những việc quan trọng được. Sao nhà phê bình Hoàng Nguyên vẫn chưa đến nhỉ? Úi, em quên đưa giấy mời cho anh nhà phê bình Hoàng Nguyên rồi. Cái gì? Hôm qua em định đi làm về tiện đường mang đến nhà cho bác ấy luôn, nhưng rồi quên mất. Cậu hại tôi rồi. Giờ cậu làm thế nào thì làm, bằng mọi cách đưa bác ấy đến đây trong vòng 10 phút nữa. Vâng. May cho cậu là tôi không phải người chấp nhặt đấy, chứ sát giờ họp báo mới đến đưa giấy mời thế này thì thiếu tôn trọng tôi quá. Vâng ạ, cháu xin lỗi bác ạ. Cháu chào hai bác ạ. Bác đến chơi hả cháu? Vào đây ngồi đi cháu. Chủ nhật này, cháu mời cả nhà đến chung vui với cháu ạ. Chà, nhanh quá. Mới suốt ngày qua nhà ý ới rủ Nam đi học, mà giờ đã lấy vợ rồi. Bác chúc mừng cháu và gia đình nha. Vâng, cháu cảm ơn hai bác ạ. À, Nam có ở nhà không ạ? Không ở nhà thì đi đâu? Đi làm về mệt quá, chưa kịp ăn uống gì, đã ngủ khò rồi cháu à. Nam ơi, dậy đi. Có bác đến chơi nè. Để cháu vào gọi Nam ra ạ. Ừ, cháu vào đi. Nam, Nam, dậy đi. Đến giờ họp báo rồi. Vâng, vâng, em có mặt. Cậu làm tớ hết cả hồn. Làm gì mà nhắc đến công việc cậu đã hết cả hồn thế? Chẳng hiểu việc đâu mà lắm thế. Giá mà một ngày có hẳn 30 tiếng để tớ làm cho xong việc. Mà cậu còn làm nhiều việc hơn tớ. Vậy làm sao mà cậu lại thư thái được thế này? Lại còn thời gian hẹn hò, cưới xin nữa chứ. Tớ có bí quyết đó, cậu có muốn biết không? Bí quyết gì? Bí quyết điều khiển thời gian. Cậu hãy viết ra 7 việc quan trọng nhất mà cậu định làm vào ngày mai. Cậu chỉ có 7 phút để viết ra thôi. Gửi hoa chúc mừng sinh nhật cô giáo chủ nhiệm cấp 3. Đến nhà in lấy sách mới. Chuẩn bị thông cáo báo chí cho cuộc họp báo ra mắt sách mới. Liên lạc mời cộng tác viên tham dự cuộc họp thường niên của nhà xuất bản. Liên lạc mời báo đài dự họp báo. In Bado Affix họp báo. Nè, tớ viết xong rồi.
Giờ cậu có 7 phút để sắp xếp những việc này theo mức độ quan trọng. Đánh số 1 cho việc quan trọng nhất và cứ thế. Gửi hoa chúc mừng sinh nhật cô giáo chủ nhiệm cấp 3. 6. Đến nhà in lấy sách mới. 5. Chuẩn bị thông cáo báo chí cho cuộc họp báo ra mắt sách mới. 1. Liên lạc nhờ cộng tác viên tham dự cuộc họp thường niên của nhà xuất bản. Xong rồi. Ngày mai, cậu hãy mang theo tờ giấy này, rồi cứ theo thứ tự quan trọng mà làm các việc của cậu. Nhất định cậu sẽ có đủ thời gian để hoàn thành mọi việc đến nơi đến chốn. Đơn giản thế thôi à? Ừ, đơn giản thế thôi, nhưng cậu sẽ bất ngờ vì hiệu quả của nó đấy. Mời anh vào chỗ này, khu vực phóng viên đây ạ. Mời bác vào chỗ kia, khu vực cho các nhà văn ạ. Xin các vị khách quý cùng ổn định chỗ ngồi, để buổi họp báo của chúng ta được bắt đầu. Thằng bé ngày hôm nay cứ như người khác thế nhỉ. Mọi việc tổ chức sắp xếp rất hoàn hảo. Ba mẹ ơi, con ra ngoài đây. Hôm nay cậu ấm có thời gian đi chơi cơ đấy. Mẹ yên tâm, con đã có cách điều khiển thời gian rồi, nên mọi việc đã đâu vào đó. Giờ là thời gian cho việc quan trọng thứ 8, hẹn hò. Nhà mình chắc sắp có thành viên mới rồi bà ơi. Vừa rồi thì các bạn và các anh chị đã được xem một đoạn video hướng dẫn về cách điều khiển thời gian. Nó được diễn tả dưới một cách vô cùng đơn giản và hiệu quả để chúng ta biết chính xác cần làm như thế nào. Và trong phần tiếp theo của chương trình này, chúng ta sẽ được phân tích cụ thể từng bước và lý do tại sao nó lại hiệu quả đến như vậy. Và mình tin chắc đến phần cuối cùng sau khi xem hết tất cả các phần phân tích trong bài học này, các bạn sẽ nắm được bí quyết chính xác cần làm như thế nào để mỗi ngày của chúng ta trôi qua một cách cực kỳ hiệu quả. Chúng ta tiết kiệm được vô cùng nhiều thời gian, đồng thời cảm giác như là mình có vô khối thời gian để làm tất cả những điều mình thích. Hơn thế nữa, mình lại nhận được những sự tin tưởng từ những người xung quanh, họ cảm giác tuyệt vời về mình và mong muốn làm việc với mình. Không biết các bạn có muốn biến mình trở thành người tuyệt vời như vậy không ạ? Nếu muốn thì hãy giơ tay lên và nói. Tôi! Rất tuyệt vời ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần phân tích video nhé. Các bạn có nhớ trong phần video của mình, nó bắt đầu bằng việc là anh này dậy rất là muộn và mẹ phải gọi dậy. Và anh này cảm giác rất là chán nản khi mà phải đi tới chỗ làm. Và khi mà đi tới chỗ làm thì anh ấy ngay lập tức bê một cái thùng sách tới để chuẩn bị cho chương trình. Thế nhưng thùng sách lại là thùng sách mang tên quá khứ. Mà trong khi sách đang giới thiệu trong ngày hôm nay là sách ngày mai. Và trong thực tế liệu các bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng này chưa? Mình làm chậm mọi việc, dậy muộn, dậy trễ, rồi sau đó mình đi tới chỗ làm trễ, rồi sau đấy làm mọi việc rối tinh rối mù lên. Có bạn nào đã từng như vậy không ạ? Dạ vâng, câu trả lời chắc hẳn là không chỉ một đâu ạ, mà vô cùng nhiều bạn ở ngoài kia cũng đang mắc phải tình trạng tương tự như vậy. Mình làm lộn xộn lung tung hết mọi việc và luôn cảm giác thấy thiếu thời gian. Và khi mình làm việc không hiệu quả như vậy thì người bên cạnh sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu với mình. Và cái ông giám đốc ở đó đã nói với anh chàng trong video, bảo đúng là không thể tin tưởng cậu nổi, việc quan trọng thì không thể giao cho cậu được. Và chắc hẳn cảm giác của người khi bị nói vậy cũng không hề thú vị một chút nào. Đã bao giờ các bạn và các anh chị đã bị nói như vậy chưa ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm cách thay đổi nó. Nhà mình có đồng ý không ạ? Và khi mà kết thúc cái ngày làm việc của mình, khi mà ra về thì anh ấy cảm giác vô cùng mệt mỏi. Anh ấy nằm dài trên giường và lăn ra ngủ ngay lập tức. Sau đó thì có một người bạn, không biết các anh chị còn nhớ, nếu mình chưa nhớ thì mình có thể xem lại video. Lúc sau đó thì có một anh bạn, anh ấy đến chơi và đang chuẩn bị là đưa thiệp cưới để mời. Và lúc đó thì anh bạn mới vào gọi là: Nam ơi dậy đi, chuẩn bị họp báo. Và cậu này cậu ấy giật bùng dậy một cái hốt hoảng: Ôi em đây ạ. Không biết các bạn đã bao giờ bị nhắc tới công việc mà mình giật mình hốt hoảng như vậy chưa ạ? Lý do vì sao mình hốt hoảng như vậy thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích. Và làm thế nào để tránh được điều này, để cho hiệu quả công việc của chúng ta đạt một cách tuyệt vời nhất thì chúng ta cũng sẽ có trong phần tiếp theo. Nhưng điều mình muốn chia sẻ ở đây đó là cậu Nam trong cái video cậu ấy có nói tiếp, cậu ấy ước là một ngày sẽ có 30 tiếng, các bạn có nhớ không ạ? Cậu ấy ước là một ngày sẽ có 30 tiếng, nhưng mà một ngày chỉ có tối đa bao nhiêu tiếng thôi ạ? 24 tiếng thôi ạ. Và dù có bỏ bao nhiêu tiền đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể mua thêm bất kỳ một giờ đồng hồ nào. Vậy thì làm sao mà khi mà cậu Nam này chia sẻ là tôi mới có làm một công ty thôi mà đã bận bù đầu rồi, còn trong khi cậu bạn của mình làm tới tận hai công ty khác nhau, làm khối lượng công việc còn lớn hơn mà vẫn có vô cùng nhiều thời gian để làm những việc mình yêu thích, vẫn đến nhà mình chơi và đặc biệt vẫn có thời gian đi hẹn hò và chuẩn bị lập gia đình, khiến cậu này vô cùng tò mò. Và các bạn có muốn biết lý do tại sao cậu bạn kia vô cùng làm vô cùng nhiều việc nhưng vẫn có vô cùng nhiều thời gian, các bạn có muốn biết bí mật này không ạ? Dạ vâng, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bí mật
làm thế nào để có thật nhiều thời gian, làm thế nào để một ngày chỉ với 24 tiếng đồng hồ thôi nhưng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc một cách hiệu quả nhất. Và trong phần vừa rồi ạ, thì trong đoạn video cũng đã chia sẻ một số bí quyết và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào để phân tích nhé. Nhưng trước tiên mình muốn hỏi các bạn hiểu một chút tổng quan về video. Trong phần đầu tiên cậu Nam trong video làm việc rất là kém hiệu quả. Nhưng phần sau cậu chỉ cần áp dụng các bí mật thần kỳ này thì ngay lập tức, lúc đầu ông tổng biên tập ở đó đang vô cùng khó chịu, nhưng cuối cùng ông ấy đã nhận xét một câu: "Ồ, thằng bé hôm nay như trở thành một người khác, làm mọi việc đâu ra đấy, có thứ tự rất tuyệt vời." Và ngay lúc đó trên miệng ông tổng biên tập nở một nụ cười rất tuyệt vời và cảm thấy vô cùng tuyệt vời về cậu Nam này. Và sau khi xem xong video ngày hôm nay, các bạn sẽ biết chính xác mình cần làm như thế nào để tất cả những người xung quanh thấy mình tuyệt vời như vậy. Các bạn đã sẵn sàng đến với từng bước chưa ạ? Dạ vâng, cho bây giờ chúng ta sẽ đến với bước đầu tiên ạ. Không biết các bạn còn nhớ trong video ạ, là phần cực kỳ quan trọng. Cậu bạn đã gợi ý cho cậu Nam ở trong video bước đầu tiên là gì ạ? Mình hãy dành 7 phút mỗi ngày để viết ra 7 việc quan trọng. 7 việc quan trọng mình cần làm vào ngày hôm sau, đúng không ạ? Bước 1 của chúng ta vô cùng quan trọng, đó là hãy dành 7 phút để viết ra 7 việc quan trọng mình cần làm vào trong ngày hôm sau. Và tại sao bước 1 này lại quan trọng như vậy? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích một chút về điều này nhé. Có một thực tế xảy ra, đó là rất nhiều người họ không biết họ cần phải làm gì vào ngày tiếp theo. Và đặc biệt họ gần như không bao giờ có danh sách những việc cần làm vào ngày tiếp theo. Và các bạn thử tưởng tượng, nếu mình không biết mình cần làm việc gì vào ngày tiếp theo và không hề có một danh sách thì thường mình sẽ làm gì ạ? Thông thường là mọi người sẽ không làm gì, đúng không ạ? Và khi không làm gì thì kết quả thường sẽ bằng không, đúng không ạ? Và chuyện này dẫn đến một cái thực tế rất là rõ ràng là vì mình không biết chính xác thời gian của mình cần phải làm việc gì nên mình thường lãng phí thời gian một cách vô ích. Có nghĩa là ban đầu ngày mình cũng chẳng có động lực để dậy sớm, mình cứ dậy một cách rất là từ từ, lết xa qua nhà vệ sinh, cầm cái bàn chải đánh răng, bỏ cái kem đánh răng vào bàn chải đánh răng và đánh rất là từ từ như thế này. Bởi vì mình không biết có việc gì cần làm tiếp theo nên mình dùng thời gian một cách rất lãng phí và cứ làm mọi việc một cách chậm rãi. Và chính vì như vậy chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian trong cuộc đời của mình. Hơn thế nữa, sau khi lề mề lết xác đi tới chỗ làm thì tới chỗ làm mình cũng chả biết mình cần làm cái gì ngay lập tức. Có đúng không ạ? Có bạn nào từng bị rơi vào hoàn cảnh này chưa? Mình chả biết cần làm gì tiếp theo thì mình sẽ làm gì ạ? Không làm gì. Không làm gì, đúng không ạ? Và không làm gì thì kết quả bằng không. Bằng không. Và sau đấy lúc đó có thể chúng ta lại mở máy tính lên hoặc mở điện thoại lên, có thể lướt Facebook hoặc là lại nhắn tin với một ai đó. Và toàn bộ khung thời gian quý giá trong một ngày của chúng ta dành để làm những việc quan trọng hay những việc vô ích ạ? Đa phần là những việc nhỏ nhặt, không quan trọng và đa phần là những việc không tạo ra kết quả. Và thêm một cái điều nữa, đó là khi mà không dành thời gian vào những việc quan trọng thì thường một ngày chúng ta vẫn phải làm rất nhiều việc, nhưng chỉ là chúng ta không viết ra nên chúng ta không biết. Không biết có bao giờ bạn đã bị một cái việc gì nước đến chân mới nhảy? Mình đã được giao công việc này từ trước đó rất lâu rồi ạ. Thế nhưng đến khi nó sắp đến hạn chót và được ai đó nhắc là đã làm cái này xong chưa, hoặc là đến ngày gần cuối của dự án thì bắt đầu chúng ta mới chạy cuống cuồng lên. Các bạn có bị như vậy không ạ? Có bạn nào đến gần deadline thì bắt đầu mới làm không ạ? Dạ vâng, chắc là rất nhiều người bị như vậy, đúng không ạ? Và lúc đến khi mà nó gần hết thời gian rồi thì chúng ta mới chết rồi, sắp đến deadline rồi, sắp phải hoàn thành cái này rồi, không hoàn thành thì chết, và lúc đấy mới cuống cuồng vào làm. Và thông thường thì một công việc nó đòi hỏi rất nhiều bước, nhiều khâu diễn ra để đạt được kết quả tốt và kết quả lớn. Và nếu chúng ta không làm từ từ từng khâu thật cẩn thận mà chỉ dồn đến cuối mới làm thì thông thường kết quả đạt được là thế nào ạ? Có phải thường kết quả rất thấp, đúng không ạ? Nó là một mớ hỗn độn và lộn xộn. Không biết các bạn đã bao giờ dồn đợi vài ngày cuối nó deadline bắt đầu mới làm công việc của mình, sau đó đưa cái kết quả ra và bị mắng là không hiểu tại sao mình cho ra một cái mớ kết quả không ra gì như thế này. Các bạn đã từng bao giờ bị như này chưa? Và không phải mình các bạn đâu mà có rất nhiều người cũng bị như thế hàng ngày ạ. Và điều đó khiến chúng ta cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh bởi vì kết quả của mình bị thấp. Và lúc đó mình tự nhìn lại bản thân mình và mình thấy mình như thế nào ạ? Mình kém cỏi, mình không làm được điều gì, và sau đấy nhiều lần thì mình hình thành niềm tin tiêu cực như vậy là mình không thể làm được điều gì tuyệt vời. Tuy nhiên, các bạn thử hình dung nhé, mình lấy một ví dụ. Nếu các bạn biết chính xác việc cần làm tiếp theo trong ngày của mình là gì, ví dụ đơn giản thôi ạ,
Tại sao con người ta lại lề mề, tại sao con người ta lại không làm việc hết công suất của mình, và tại sao chính các bạn chưa phát huy hết khả năng của mình? Đơn giản là mình không biết là mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Nhưng bây giờ các bạn thử tưởng tượng ra, nếu các bạn biết chính xác là sáng ngày mai, bây giờ đang là buổi tối, sáng ngày mai các bạn có một chuyến bay quan trọng vào lúc 7 giờ và các bạn sẽ cần phải lên chuyến bay đó để đến địa điểm mình cần tới. Và để có thể lên máy bay lúc 7 giờ thì chắc chắn chúng ta phải ra sân bay từ lúc 5 giờ sáng. Đúng không ạ? Và nếu không lên kịp chuyến bay này thì chắc chắn là chúng ta sẽ hỏng một việc rất lớn và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của mình. Và các bạn biết chính xác ngày mai 7 giờ là máy bay sẽ bay và chúng ta từ 5 giờ là phải bắt đầu lên xe ô tô đi ra sân bay rồi ạ. Vậy thì các bạn sẽ dậy từ mấy giờ ạ? Sẽ dậy sớm hơn, từ 4 giờ hoặc 4 giờ 30 để chuẩn bị, có đúng không ạ? Và lúc đấy chắc không cần ai gọi dậy, không cần mẹ gọi dậy như trong video nữa, mà lúc đấy các bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân mình ạ? Mình sẽ tự bật dậy ngay lập tức, đúng không ạ? Mình sẽ tự đặt chuông, tự bật dậy, bởi vì mình biết chính xác ngày hôm sau mình cần phải làm việc gì vào giờ nào. Thì tự động mình sẽ biết sắp xếp công việc của mình một cách hiệu quả nhất. Và chắc chắn lúc đó mình sẽ ra sân bay đúng giờ và sẽ lên được cái máy bay đó. Nhà mình có đồng ý không ạ? Thế nhưng trong trường hợp không có list công việc và trong trường hợp mình không biết là ngày mai mình phải lên chuyến bay thì 100% chuyện gì xảy ra ạ? Mình có lên được chuyến bay đấy không ạ? Mình sẽ lỡ chuyến bay. Và cuộc sống của chúng ta y hệt như chuyến bay. Nếu chúng ta không biết ra điều quan trọng, 7 điều quan trọng mình cần làm, hay nếu các bạn có thể là 7, 5 hay là 3 hay là 8 thì là tùy con số của các bạn, có được không ạ? Đây là con số mình cảm thấy hợp lý với list công việc hàng ngày. Và nếu mình không biết là ngày mai mình cần làm gì vào mấy giờ và không có danh sách công việc như thế này thì chắc chắn ngày mai các bạn sẽ dậy trong trạng thái như thế nào ạ? Dậy muộn, lề mề, uể oải và sau đấy lãng phí thời gian vào rất nhiều việc vô ích, có đúng không ạ? Nên việc đầu tiên ạ, mình muốn chia sẻ với các bạn cái yếu tố đầu tiên, bước đầu tiên giúp điều khiển thời gian. Bước 1 là mình dành 7 phút mỗi ngày viết ra 7 công việc quan trọng cần làm. Mình cần phải biết chính xác ngày hôm sau mình sẽ làm gì. Và như vậy thì chắc chắn ngày mai hiệu quả công việc của các bạn sẽ cao hơn rất nhiều. Và bây giờ nếu có thời gian ạ, các bạn có thể lấy giấy bút ra ạ, bây giờ vẫn còn kịp, để các bạn ghi lại những list công việc tiếp theo của ngày hôm nay các bạn cần làm. Nếu chúng ta đã lãng phí một khoảng thời gian rồi thì đến bây giờ là giây phút để tận dụng từng giây từng phút một để không lãng phí thêm giây phút nào nữa. Các bạn có thể dừng video lại và dừng và ghi lại ngay lập tức những việc tiếp theo mình cần hoàn thành trong ngày hôm nay. Rất tuyệt vời ạ. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đến cái phần tiếp theo ạ. Phần thứ hai ạ. Bước thứ hai trong 3 bước giúp điều khiển thời gian như ý muốn của mình. Bước thứ hai là sau khi đã viết được 7, dùng 7 phút để viết ra 7 việc quan trọng cần làm, thì bước thứ hai là dùng 7 phút để làm gì ạ? Sắp xếp ạ. Sắp xếp 7 việc này theo thứ tự. Các bạn còn nhớ không ạ? 7 việc theo thứ tự như thế nào ạ? Theo thứ tự quan trọng giảm dần ạ. Quan trọng giảm dần có nghĩa là cái quan trọng nhất thì để số mấy ạ? Số 1, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất thì mình để số 1 ạ. Quan trọng nhất thì đánh số 1 ạ. Sau đó cứ dần dần giảm theo thứ tự từ 1 đến 7. Hay list công việc mình nếu có 5 thì giảm dần từ 1, 2, 3, 4, 5. Cái 1 sẽ là cái quan trọng nhất, cái 2 sẽ là cái quan trọng thứ 2, cái 3 sẽ là cái quan trọng thứ 3. Và cứ dần dần theo thứ tự như vậy ạ. Vừa rồi là mình đã vừa chỉ ra bước 1 là dành 7 phút viết ra 7 việc cần làm. Thì bước thứ 2 ạ, bước thứ 2 quan trọng không kém bước đầu tiên, mà thậm chí bước này lại là một trong những bước quyết định hiệu quả. Và nếu có bước 1 rồi mà mình không làm bước 2 thì hiệu quả cũng gần như sẽ không có. Và tại sao lại như vậy thì chúng ta cùng phân tích lại một chút ở đây nhé. Mình xin nhắc lại một chút ạ. Bước thứ 2 là mình dành 7 phút để sắp xếp lại 7 việc của mình ở phía trên ạ, theo thứ tự quan trọng giảm dần. Và cái quan trọng nhất thì mình đánh số 1, quan trọng số 2 mình đánh số 2. Tại sao bước này lại quan trọng ạ? Có nhiều người cũng đã lập danh sách làm việc, biết chính xác ngày hôm sau mình phải làm những công việc gì, nhưng sau đó mình cũng dùng sổ tay thời gian ạ. Như mình thì mình hay dùng sổ tay thời gian ạ. Nhưng đến cuối ngày thì vẫn cảm giác mình không làm được việc gì. Hoặc đến cuối tuần, cuối tháng khi tổng kết lại, lại cảm giác như là mình cũng chưa hoàn thành được điều gì cả. Và lý do tại sao lại vậy thì nằm ở bước số 2 ạ. Nằm ở bước số 2. Và bây giờ các bạn sẽ được chia sẻ điều này. Thông thường ạ, khi mà được nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, ví dụ các bạn có 7 việc cần làm đúng không ạ? Thông thường theo thói quen, theo các bạn nghĩ người ta thích làm việc dễ hay việc khó ạ? Thường thích
người ta thích làm việc dễ và việc thoải mái theo ý của mình, có đúng không ạ? Ai cũng như vậy thôi ạ. Bởi vì việc khó thì sẽ làm mình thấy rất là khó chịu và đau đầu, nhưng việc dễ thì mình làm nó rất là thoải mái. Đặc biệt những việc dễ lại nằm trong vùng thoải mái của mình thì thường các bạn sẽ có xu hướng làm điều này. Ví dụ trong cái đoạn video của mình sẽ có cậu Nam, cậu ấy sẽ liệt kê là tặng hoa cho cô giáo chủ nhiệm, mời họp báo, đưa giấy mời, tổ chức sắp xếp các cái này, có đúng không ạ? Sẽ có những việc rất là đơn giản, rất là dễ. Ví dụ là đi mua hoa rồi tặng hoa, việc đấy có dễ không ạ? Nhất là với những bạn nữ ạ. Việc hôm nay mình có một... Khi mình không sắp xếp theo thứ tự quan trọng, mình chỉ biết là có 7 việc cần làm. Mình nhìn trong list công việc, có một việc nó lại đúng cái sở thích và vùng thoải mái của mình là đi mua hoa. Mình rất thích ngắm hoa và mình yêu hoa. Thế mình sẽ thường chọn làm điều gì đầu tiên? Đi mua hoa đầu tiên, đúng không ạ? Và có thể rất là mình sẽ rất hứng thú ra cửa hàng hoa, mua hoa, chọn những cái bông hoa đẹp nhất để gói thành bó đẹp nhất để sau đấy tặng cho cô giáo, và mình cảm thấy vô cùng sung sướng khi là được làm cái điều này. Và cứ như vậy mình dành hết thời gian làm những việc quan trọng hay không quan trọng trước ạ? Không quan trọng trước, đúng không ạ? Và sau đấy đến cuối ngày, nhưng đó cô đã hết giờ rồi và mình vẫn còn rất nhiều việc quan trọng cần làm, nhưng mình không còn thời gian để làm kịp nữa. Và đây chính là nguyên nhân chính khiến cho một ngày mình cảm thấy công việc của mình không còn hiệu quả. Và ngày hôm nay mình sẽ lấy ví dụ thêm cho các bạn một chút nữa để các bạn có thể hiểu rõ hơn ạ. Thói quen của con người và nếu các bạn có phải mắc phải điều này thì cũng là điều dễ hiểu, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm ra nó để khắc phục và mình sẽ không mắc phải nữa. Thông thường theo thói quen, con người thích làm việc dễ hay việc khó ạ? Làm việc trong cái vùng mình thấy thoải mái hay trong vùng mà mình thấy khó chịu ạ? Đúng không ạ? Người ta thích làm cái dễ và cái thoải mái, nhưng thường cái dễ và cái thoải mái lại không phải là những việc quan trọng nhất. Nhà mình có đồng ý không ạ? Và dẫn tới là hiệu quả công việc nó không cao. Và việc chọn nhầm thứ tự, sắp xếp nhầm thứ tự sẽ dẫn đến hiệu quả công việc cũng có thể gần như bằng gì ạ? Bằng không. Và có bao nhiêu trong số các bạn không muốn hiệu quả mình bằng không thì giơ tay lên và nói. Tôi! Các bạn chắc chắn sẽ muốn hiệu quả mình rất tốt, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ về việc sắp xếp 7 công việc theo thứ tự như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng ra sao ạ? Các bạn còn nhớ cậu Nam trong video cậu ấy phải tổ chức một cuộc họp báo đúng không ạ? Để giới thiệu gì ạ? Mình tổ chức họp báo để giới thiệu sách, đúng không ạ? Thế bây giờ nó sẽ có một số công việc chính như sau ạ, các bạn sẽ để ý một chút được không ạ? Ví dụ nó sẽ có công việc là để họp báo giới thiệu sách thì mình sẽ chắc chắn là phải mời khách mời đến, đúng không ạ? Mời khách mời. Khách mời này thì lại có nhiều nhóm mời, nghĩa là mời này thì có thể mời tác giả, nhà mình có đồng ý không ạ? Mời nhà phê bình, đúng không ạ? Nhà phê bình. Rồi bên nhà báo quay phim chụp ảnh, có đúng không ạ? Bên báo chí này, sau bên quay phim chụp ảnh này, sau đến cái người tham dự nữa, nhà mình có đồng ý không ạ? Người tham gia chương trình nữa. Ví dụ đây là một khâu ạ. Tiếp theo, để mà tổ chức họp báo được thì mình phải lên nội dung chương trình và sống chương trình, đúng không ạ? Thì mình có phải chuẩn bị nội dung không ạ? Nội dung chương trình, sống chương trình, có đúng không ạ? Chương trình. Tiếp theo mình có phải lo khâu tổ chức về thuê địa điểm, tổ chức rồi sau chuẩn bị in tờ rơi các cái, mình có phải lo cái điều này không ạ? Địa điểm hay tất cả khâu khác là khâu tổ chức. Thế bây giờ giả sử với một cái công việc mà mình phải làm như thế này thì mình cần phải đánh số thứ tự việc quan trọng và cái việc nào cần thực hiện trước, nhà mình có đồng ý không ạ? Và nếu giả sử mình biết các việc mình cần làm ạ, nhưng mình không đánh số thứ tự và mình không biết cái gì cần làm trước làm sau. Mình giả sử khi mình tổ chức một chương trình và cái người tổ chức chính lại cứ lăn quay ra để tập trung xem chương trình hôm đấy nói cái gì, phần gì, mục gì, có nghĩa là mình tập trung vào nội dung. Sau đấy mình lo tổ chức thuê địa điểm, mình lo in tờ rơi, mình lo tất cả các cái việc liên quan như vậy, nhưng quên mất một cái khâu cuối cùng làm muộn nhất là gì ạ? Mời khách mời. Sau đó đến hôm mà cái buổi họp báo của mình nó diễn ra rồi, lúc đấy địa điểm cũng đã thuê, sân khấu đã chuẩn bị, có đúng không ạ? Tờ rơi, băng rôn, sống chương trình, mọi cái đã chuẩn bị, quên mỗi mất một khâu. Khâu gì ạ? Mời khách mời. Thế thì công việc của chúng ta hiệu quả sẽ bằng gì ạ? Sẽ bằng không, đúng không ạ? Lúc đó thì chương trình dù có hay ra sao, chuẩn bị tổ chức có tốt như thế nào đi chăng nữa, nhưng không có khách mời ở đó thì chương trình đó kết quả vẫn bằng không. Hoặc đấy là việc mình làm chuẩn bị nội dung chương trình, thuê địa điểm, mình mãi miết làm cái này và sau đấy quên, có đúng không ạ? Thì kết quả bằng không. Hoặc
mình không quên nhưng mình lại để cái việc này, việc quan trọng này nó ở cuối cùng. Nó ở cuối cùng, mình chuẩn bị hết xong. Đến lúc sát chương trình, không biết các bạn còn nhớ trong cái phần cuối còn có vài phút trước khi bắt đầu chương trình thì cậu ấy bắt đầu mới chạy đến mời cái nhà phê bình đến chương trình không ạ? Và đến sát chương trình mới bắt đầu mời khách mời. Thì giả sử hôm đấy mình không chỉ quên một cái nhà phê bình mà mình lại quên không mời tất cả mọi người đến vào lúc sát chương trình hoặc chỉ còn 1-2 ngày cuối cùng thì bắt đầu mình mới làm, thì liệu có kịp không này không ạ? Không đúng không ạ? Bởi vì thông thường mình sẽ phải mời giống như mình mời cưới hoặc mời bạn bè tham gia một cái gì đó ấy ạ. Thường chúng ta phải mời trước, thông báo lịch cho họ, thông báo chương trình kéo dài đến khi nào để họ chuẩn bị và sắp xếp thời gian trước. Nhà mình có thấy đúng không ạ? Thế thường thông báo gấp như vậy thì người ta có sắp xếp kịp không ạ? Không, và hiệu quả lúc đó sẽ cao hay thấp ạ? Rất thấp. Và lúc đó thì mình cũng vẫn bảo là mình làm hết rồi. Mình làm hết tất cả các việc, mình đã mời khách rồi, mình đã lên nội dung chương trình rất là hay rồi, mình đã thuê địa điểm rất là đẹp nhưng kết quả vẫn thấp. Và sau đấy mình lại oán trách là mình đã làm hết rồi, tại sao hiệu quả vẫn thấp như vậy? Là bởi vì các bạn đã quên mất một cái bước vô cùng quan trọng, đó là sau khi mình biết tất cả các việc mình cần làm rồi thì bước thứ hai quan trọng không kém là gì ạ? Sắp xếp 7 việc đó theo thứ tự quan trọng giảm dần. Và mình phải bắt đầu từ việc gì ạ? Quan trọng nhất, cần làm đầu tiên. Mình sẽ cần phải viết, ví dụ trong cái khâu họp báo, cái nhân vật xuất hiện ở trong đó, báo đài quay phim, tất cả những người này, có phải đây là thành phần quan trọng nhất không ạ? Và thêm một điều nữa, điều này phải diễn ra trước, sớm, hay là điều này phải gần sát chương trình thì mới nên làm ạ? Nó phải diễn ra sớm đúng không ạ? Việc này là việc phải làm đầu tiên hay làm cuối cùng ạ? Đầu tiên. Nhà mình có đồng ý không ạ? Sau khi mời hết như vậy, có danh sách khách mời, mình chăm sóc hết khách mời thì mình vẫn còn thời gian để làm các phần tiếp theo. Và nếu mình làm đúng theo thứ tự mời khách mời, thông báo thời gian, địa điểm để họ chuẩn bị trước, và họ mình còn nhận được danh sách báo lại là chắc chắn ai tham gia được, không tham gia được, thì mình có chuẩn bị các khâu tiếp theo dễ dàng hơn không ạ? Có đúng không ạ? Mình sẽ chủ động hơn trong mọi việc. Nếu số lượng khách mời đông quá thì mình hoàn toàn có thể đổi việc thuê địa điểm đến một địa điểm tuyệt vời hơn. Nhưng nếu lượng khách mời không được như dự kiến mà họ nhỏ hơn thì mình hoàn toàn có thể thiết kế cách kê ghế ở trong hội trường khác, hoặc mình chọn một địa điểm nhỏ hơn để phù hợp. Nhà mình có đồng ý không ạ? Thế nên là việc đầu tiên và quan trọng nhất, nếu mà mình làm đúng thứ tự ưu tiên và nó được diễn ra thì nó sẽ hỗ trợ các khâu chuẩn bị khác, nó rất đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên, nếu mình quên không biết đúng thứ tự mà mình mãi miết tập trung vào những việc không đúng theo thứ tự quan trọng à? Mình cứ lo lên nội dung, thuê địa điểm mà không để ý khách mời thì chắc chắn kết quả bằng không. Vậy nên cái một cái việc rất quan trọng đó là chúng ta sẽ sắp xếp thứ tự của 7 việc này theo đúng thứ tự quan trọng. Và bắt đầu ngày thì tập trung vào cái gì đầu tiên à? Tập trung vào việc quan trọng đầu tiên. Và giả sử ạ, trong điều này mình muốn chia sẻ để các bạn mình thấy dễ hơn. Nếu giả sử mình tập trung ngay tức vào việc họp báo là việc mời khách mời, mình đã mời khách mời đến và tất cả mọi người đều có mặt, thì kể cả khâu đằng sau ạ, có hơi sơ suất một chút thì chương trình vẫn được diễn ra. Nhà mình có đồng ý không ạ? Khâu sau nếu mà chưa chuẩn bị thực sự kỹ thì chương trình vẫn được diễn ra, bởi vì khách mời đã có mặt, nhà phê bình đã có mặt, những người cần đến tham gia cũng tham gia, báo đài cũng có mặt ở đó rồi, thì mọi việc vẫn có thể được diễn ra. Nhà mình có đồng ý không ạ? Nên giả sử các khâu khác nếu chưa kịp làm hoặc chuẩn bị chưa kỹ, lúc đấy mình có quên chưa in một cái tờ rơi, lúc đấy cái sân khấu mình có chưa trang trí được đẹp nhất có thể, thì lúc đấy chương trình vẫn thế nào ạ? Nó vẫn diễn ra và vẫn diễn ra tốt, nếu mà cái người tổ chức và cái người dẫn trên chương trình làm tốt, có đúng không ạ? Thế nhưng mà các khâu khác làm rất tốt, có mỗi khâu khách mời cuối cùng cập dập hoặc quên khách mời, thì dù các khâu khác làm có tốt đến đâu, kết quả vẫn bằng không. Nhà mình có đồng ý không ạ? Và trong một công việc hoặc là trong tất cả các hoạt động hàng ngày của mình, luôn sẽ có những việc ưu tiên quan trọng và cần làm trước. Và nếu các bạn luôn tập trung vào những việc quan trọng và biết nó cần phải được diễn ra tiếp thì những việc tiếp theo nó mới có ý nghĩa. Và chúng ta tập trung vào nó làm ngay lập tức thì hiệu quả công việc của mình sẽ như thế nào ạ? Rất tốt đúng không ạ? Và đây là cái việc mà mình muốn nhấn mạnh ở đây ạ. Và trong trường hợp của anh Nam đúng không ạ? Khi mà anh ấy quên mất mời khách mời và anh ấy lái xe máy đến mời cái bác ấy đến, và bác ấy bảo là tôi là một người dễ tính. Nếu mà thông thường mà những người khó tính mà mời sát giờ như vậy thì họ sẽ làm gì ạ? Họ sẽ không đến. Và chương trình của chúng ta sẽ ra sao nếu không có ai đến ạ? Ôi, em chuẩn bị nội dung rất tốt, em làm sống chương trình rất tốt, em chuẩn bị sân khấu, cái hội trường rất đẹp để mời mọi người, em thế này thế kia, và cuối cùng không có kết quả. Và mọi người khác sẽ nhìn mình như thế nào trong trường hợp đó ạ?
không thể tin tưởng cái thằng này hoặc đứa này được, đúng không ạ? Việc quan trọng không thể giao cho được, bởi vì nó làm thì kết quả như thế nào ạ? Bằng không. Và đây chính là một điều vô cùng quan trọng mà mình muốn chia sẻ với các bạn ạ. Mình cần sắp xếp 7 công việc theo thứ tự quan trọng, giảm dần. Và ngay lập tức khi bắt đầu thì mình tập trung vào việc gì ạ? Việc quan trọng nhất. Và nếu các bạn liên tục tập trung được vào việc quan trọng nhất thì mọi thứ trong cuộc đời của mình sẽ nhìn thấy kết quả rất rõ ràng. Và không biết các bạn đã bao giờ được nghe câu chuyện về cái bình và những hòn đá, sỏi và cát chưa? Mình có được xem một cái câu chuyện mà một vị giáo sư khi vào trong lớp học ạ. Ông ấy mang theo một cái bình. Ông mang theo một cái bình. Và sau đấy là các cái lọ khác nhau đựng những hòn đá to, hòn đá nhỏ, cát rồi nước. Và sau đó thì ông ấy lấp đầy cái bình theo các cách khác nhau. Việc đầu tiên là ông ấy đổ các cái hòn cát nhỏ vào. Cát nhỏ, sau đấy đổ sỏi nhỏ vào. Sau đó ông ấy đổ nước vào. Và sau đấy cuối cùng thì ông ấy mới để những cái hòn đá to nhất vào trong cái bình đấy ạ. Khi ông ấy chuẩn bị một cái bình, ông ấy sẽ đổ thứ tự này. Ông đổ nước vào trước. Sau đấy bắt đầu đổ cát vào. Sau đấy đổ những hòn sỏi nhỏ vào. Sau đó thì ông ấy bắt đầu mới làm gì ạ? Để những hòn sỏi to vào. Và khi để những hòn sỏi to như thế thì chuyện gì xảy ra ạ? Nó không đựng được hết mà nó tràn ra. Và ông ấy thử theo các cách khác nhau. Các cách khác nhau. Và trong đa số các trường hợp thì cái bình đấy nó đều bị sao ạ? Bị tràn ra. Và cái bình đó nó tượng trưng cho cái quỹ thời gian trong cuộc sống của mình ạ. Nó tượng trưng cho thời gian trong cuộc sống của mình. Và sau đó ông ấy đã hướng dẫn học sinh của mình cái cách sắp xếp làm thế nào để đổ được hết, lấp được đầy hết, xếp toàn bộ số đá đá to, đá nhỏ, sỏi to, sỏi nhỏ, nước, cát vào khớp đúng một trong cái bình đó. Và các bạn có biết cách xếp là như thế nào không ạ? Các bạn thử đoán xem ạ. Cái bình ở đây đúng không ạ? Ông ấy bắt đầu nhặt những hòn đá thật to trước, đó to nhất cho vào bình trước ạ. Và sau khi mà những hòn đá to cho vào bình thì đã cảm giác cái bình nó thế nào rồi ạ? Gần đầy rồi ạ. Và sau đó ông ấy nhặt tiếp những hòn đá nhỏ hơn, hòn sỏi nhỏ hơn cho vào. Và sau đấy ông lắc lắc cái bình ạ. Các bạn biết chuyện gì xảy ra không ạ? Những hòn đá nhỏ bắt đầu lăn xuống kẽ của những hòn đá to. Và sau đó chúng lại nằm hết trong cái bình. Và cái bình trông đầy hơn một chút. Và trông như đã thể là đầy rồi. Và ông ấy hỏi học sinh của mình, cái bình như vậy đã đầy chưa? Học sinh bảo, cũng đầy rồi thầy ạ. Và sau đó thì ông thầy làm một việc tiếp. Đấy là ông ấy lấy cát, ông ấy làm gì các bạn biết không ạ? Đổ tiếp vào cái bình. Và một điều tuyệt vời diễn ra, những hòn cát nhỏ lại len lỏi vào trong các kẽ, rơi xuống các khe từ dưới đáy bình và lấp dần dần phía lên trên nào. Và không hiểu tại sao, chắc các bạn hiểu lý do tại sao rồi đúng không ạ? Nó chứa được, cái bình đó vẫn chứa được toàn bộ số cát đỏ. Và sau đó khi số cát đã ngập lên rồi, cát đã ngập lên đến đầy bình rồi, thì ông giáo sư mới hỏi lớp của mình, các trò đã thấy cái bình đầy chưa? Và các học trò lại bảo là cái bình đầy rồi ạ. Sau đó ông giáo sư làm thêm một việc nữa, các bạn có đoán được là gì không ạ? Đổ nước vào. Và không hiểu tại sao, mà các bạn hiểu tại sao rồi đúng không ạ? Khi đổ nước vào thì từ từ nước lại thấm vào sỏi đá cát. Và từ từ ông ấy lại đổ được hết cái cốc nước của mình. Và cốc nước đó vẫn nằm nguyên, không bị tràn ra ngoài. Mà toàn bộ số nước được giữ ở đâu ạ? Ở trong cái bình. Và theo nhiều cách khác nhau mới đầu ông ấy làm, vị giáo sư làm, thì toàn bộ cái bình ban đầu không thể chứa nổi, không thể chứa nổi toàn bộ số đá to, đá nhỏ, sỏi to, sỏi nhỏ hay cát hay nước. Nhưng sau đấy, theo một cách mà toàn bộ số sỏi to, sỏi nhỏ, cát, nước đó đã nằm gọn được trong cái bình đó. Và vị giáo sư sau khi làm như vậy thì vị giáo sư mới phân tích cái bài học ở đây mà vị giáo sư muốn phân tích cho học sinh. Cái bình ạ. Cái bình ban đầu, cái bình chứa mà vị giáo sư mang đến, cái bình trống ấy ạ, bình trống để đưa cát đá sỏi để vào trong ấy ạ, thì cái bình đó tượng trưng cho cái gì các bạn có biết không ạ? Dạ vâng, tượng trưng cho cuộc đời của mình ạ, thời gian. Nó tượng trưng cho thời gian trong cuộc đời của mình ạ, thời gian. Và khi nếu thời gian trong cuộc sống của mình mà cứ dùng được làm những việc nhỏ nhặt linh tinh trước ạ, cho rất nhiều cát đá sỏi, việc nhỏ, ví dụ như là đi bộ lang thang, rồi đánh răng, rửa mặt, rồi lướt Facebook, hay là chat chít ăn nhậu, những việc nhỏ. Và khi những việc nhỏ này đã tốn rất là nhiều thời gian, và mình làm mất rất là nhiều thời gian, hay là cho bắt đầu cho đổ nước vào,
rồi sau đấy xếp những hòn sỏi nhỏ nhỏ lên, như là những việc là gặp bạn bè, thăm bạn bè, rồi sau làm cái này cái kia. Và sau đấy cuối cùng mình bắt đầu mới để những hòn to, những đam mê, những ước mơ, những điều mình muốn thực sự làm được cho cuộc sống này, những điều quan trọng nhất với mình, gia đình của mình, người thân của mình, sự nghiệp của mình, sức khỏe của mình. Thì lúc đó cái bình của mình nó bị chật mất phía dưới rồi ạ. Nó không còn đủ chỗ để mình lấp vào những cái hòn sỏi to quan trọng nữa. Và sẽ có một số hòn sỏi to bị sao ạ? Bị bỏ mất, rơi ra ngoài. Và có rất nhiều người trong cuộc sống hàng ngày họ vẫn làm vậy ạ. Thời gian của mình đa phần mới mở mắt ra là sẽ làm những việc quan trọng hay là những việc nhỏ ạ? Mình mất rất nhiều thời gian để làm cái gì ạ? Những việc linh tinh. Em mở mắt ra, cứ ngồi trên giường không biết làm gì rất lâu có đúng không ạ? Rồi lết vào nhà vệ sinh cũng mất có thể hàng tiếng đồng hồ. Rồi sau đấy trang điểm có thể mất vài tiếng với anh chị em phụ nữ có đúng không ạ? Rồi sau đấy đến cái thời gian đi bộ của mình cũng mất rất là lâu ạ. Bước trên bậc thang đi rất là từ từ, rất là chậm rãi. Mà không biết là khi mình bước từ từ chậm rãi như vậy thì thời gian nó mất như thế nào rồi ạ? Rồi sau mình đăng cái ảnh lên Facebook, thỉnh thoảng lại check thông báo ở trên đó đúng không ạ? Thỉnh thoảng lại lướt qua nhìn thông báo ở đó và nó chiếm mất, không biết có bạn nào, anh chị nào mất rất nhiều thời gian vào những việc linh tinh này không ạ? Bây giờ mình nhắn tin với mọi người, mình có mất nhiều thời gian không ạ? Mất rất nhiều thời gian. Và sau đấy có những việc quan trọng hơn, bắt đầu cái công việc chỗ mình đang làm là mình cần phải làm cái gì nhỉ? Sau khi mình phí rất nhiều thời gian bắt đầu mình làm vào những cái đó đúng không ạ? Và sau đấy những hòn sỏi to hơn là mình chú tâm đến sức khỏe của mình, gia đình của mình, sự nghiệp của mình, ước mơ của mình. Thì lúc đấy thời gian nó đã thế nào rồi ạ? Nó có thể đã đến cuối ngày rồi ạ? Sắp hết ngày và mình lại thấy ô hết một ngày rồi mà mình đã làm được điều gì ạ? Chưa làm được điều gì cả. Và có một cách giúp mình thực hiện được tất cả mọi thứ. Các bạn có muốn biết cách đó không ạ? Vâng, mình vừa được nghe rồi ạ. Cái cách để lấp đầy, cho được hết sỏi to, sỏi nhỏ, cát đá vào, mình cho vừa hết ạ. Mình có bao nhiêu viên sỏi to là mình cho vừa hết, chứ không phải là cho vào rồi mà lại rơi ra và còn thừa. À chết rồi, gia đình của mình đang ở ngoài, sức khỏe của mình đang ở ngoài mà mình không còn chỗ trong cái lọ để cho vào nữa. Và có một cách để có thể cho được tất cả mọi thứ vào trong cái bình của mình ạ. Đầu tiên mình cho cái gì ạ? Cái gì ạ? Những viên to nhất, sức khỏe của mình này, gia đình của mình này, sự nghiệp của mình này, phát triển cá nhân của mình này, và rất nhiều những hòn sỏi to khác, việc mình muốn phát triển, mình muốn cống hiến nhiều hơn, những cái đam mê sở thích của mình muốn được thực hiện à, tất cả những điều tuyệt vời nhất mình muốn thực hiện đó. Như những viên đá to mình cho nó vào lọ, có nghĩa là mình phải thực hiện những điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình đầu tiên hay sau cùng ạ? Đầu tiên. Sau đó những việc phát sinh nhỏ hơn, kỹ năng gì mình cần học nhỉ? Điều gì mình cần làm thêm nhỉ? Mình cần hỗ trợ thêm cái gì nhỉ? Thì để đạt được kết quả, hiệu quả tốt nhất trong ngày nhỉ? Bắt đầu, mình cho những hòn sỏi nhỏ, những việc bắt đầu theo thứ tự. Những hòn sỏi to thì là số 1. Có đúng không ạ? Những cái viên sỏi nhỏ hơn thì bắt đầu là số mấy ạ? Số 2. Số 2 chỉ được thực hiện sau khi cái gì ạ? Số 1 đã được làm. Và sau khi những hòn sỏi nhỏ số 2 đã được thực hiện rồi thì bắt đầu mình mới cho cát vào trong bình. Nhà mình có đồng ý không ạ? Bắt đầu mình check Facebook, mình bắt đầu gửi tin nhắn, mình bắt đầu đăng bài trên đấy để tạo dựng hình ảnh, hay mình bắt đầu đăng bài để tạo kết nối với mọi người hay là gì đó, bắt đầu mình mới làm gì ạ? Cho nó vào trong cuộc sống của mình. Và bởi vì khi làm những cái việc to, có phải lúc nào mình cũng dành 24/7 để làm được không ạ? Không, chắc chắn nó sẽ có những khoảng trống mà chắc chắn mình không thể tập thể dục cả ngày. Mình không thể ở cạnh gia đình cả ngày. Mình cũng không thể ngồi học cả ngày. Nhà mình có đồng ý với điều này không ạ? Nên trong những việc, trong những cái lúc mà làm những việc thực sự quan trọng nhất với cuộc đời của mình thì mình vẫn có vô cùng nhiều khoảng trống. Nhà mình có hình dung không ạ? Hãy tận dụng những khoảng trống đó để làm những việc ít quan trọng hơn. Nhà mình có đồng ý không ạ? Và sau khi đã làm những việc số 2 rồi thì có những việc nhỏ hơn nữa, ít hơn nữa mình có thể làm, đó là những hạt cát. Thì mình xếp số nó thứ mấy ạ? Thứ 3. Nhưng sau khi những việc số 2 đã được hoàn thành thì mình mới bắt đầu làm đến những việc số 3. Nhà mình có đồng ý không ạ? Ví dụ ngồi ngẩn ngơ hát một bài hát nào đó. Nhà mình có đồng ý không ạ? Và sau đấy mình mới đổ cái gì vào ạ? Đổ nước vào. Có những việc rất là nhỏ, thế nhưng nó vẫn phải diễn ra, nhà mình có đồng ý không ạ? Ví dụ hàng ngày những việc đánh răng rửa mặt cô vẫn phải thực hiện không ạ? Chải đầu chải tóc cô vẫn phải làm không ạ? Thế nhưng những việc đó ngày nào mình cũng làm,
và nó là một phần và nó không tác động được nhiều đến những cái hòn đá to mà mình mong muốn, có đúng không ạ? Nhưng nó vẫn phải diễn ra, thì mình để nó diễn ra như thế nào ạ? Một cách nhanh nhất, nhà mình có đồng ý không ạ? Để dành toàn bộ thời gian làm những việc quan trọng nhất cho cuộc đời của mình. Sẽ có rất nhiều lúc mình không thể dành toàn bộ thời gian cho những hòn đá to. Nó sẽ có những khoảng thời gian trống. Mình vẫn có những việc nhỏ cần làm như ngủ nghỉ, ăn uống, chơi bời, có đúng không? Vẫn cần giải trí, vẫn cần hàng ngày phải đánh răng chứ. Không đánh răng thì không ai nói dám nói chuyện với mình. Nhà mình có đồng ý không ạ? Vẫn cần chải cái đầu không thì trông mình rất lộn xộn. Vẫn cần mặc quần áo chứ mình không thể trần như nhộng đi ra ngoài đường. Nhà mình có đồng ý không ạ? Có những việc vẫn phải thực hiện, nhưng nó không phải là những hòn đá to để tạo nên những điều tuyệt vời trong cuộc đời của mình. Thì mình phải làm nó nhanh nhất, hiệu quả nhất, và thứ tự ưu tiên của nó là xếp thứ sau. Nhà mình có hình dung ra không ạ? Và nếu một người các bạn hình dung mà dành quá nhiều thời gian làm những việc cá nhân linh tinh, dành quá nhiều thời gian để làm những việc không mang giá trị cho cuộc đời mình, thì còn đâu thời gian làm những việc quan trọng ạ? Nhà mình có đồng ý không ạ? Nên cái bước thứ hai, bước vô cùng quan trọng, đó là làm thế nào mình sắp xếp được thứ tự quan trọng, giảm dần và tập trung ngay tức vào việc gì ạ? Đúng rồi ạ. Đầu ngày những việc phải diễn ra thì mình sẽ làm nó một cách nhanh nhất, một cách hiệu quả nhất. Còn ngay lập tức sau đó mình phải tập trung dồn toàn bộ nguồn lực của mình vào việc quan trọng nhất. Chỉ khi việc quan trọng nhất được tập trung vào rồi và lúc đó còn dư thời gian ra thì mình mới bắt đầu làm gì tiếp theo ạ? Làm những việc tiếp theo. Bắt đầu xếp số 2 hay số 3, số 4. Nhà mình có đồng ý không ạ? Nên là việc này là việc rất quan trọng ạ. Và tiếp theo, bây giờ các bạn có muốn nghe thêm đến bước số 3 không ạ? Bước này, hai bước trên đã được biết cách rồi, nhưng nếu thiếu bước thứ 3 thì kết quả vẫn có thể thế nào ạ? Nó vẫn có thể gần như không có hoặc hiệu quả rất thấp. Và bây giờ chúng ta đến với bước thứ 3. Tuy nhiên chúng ta sẽ xem lại một chút bước thứ nhất nhé. Bước thứ nhất là chúng ta dành 7 phút để viết ra 7 việc quan trọng cần làm vào ngày hôm sau. Tiếp theo sau đó ngay tức lại dùng chỉ mấy phút thôi ạ? 7 phút để làm gì ạ? Sắp xếp lại 7 công việc đó theo thứ tự quan trọng giảm dần. Và cái 1 là quan trọng nhất, cái số 2 là quan trọng thứ 2. Và ngày hôm sau khi bắt đầu làm thì tập trung vào cái gì ạ? Cái quan trọng nhất. Nhà mình có đồng ý không ạ? Và bây giờ đến bước thứ 3, nhiều người không để ý cái bước này ạ. Và để ý bước thứ 3. Bước thứ 3, chúng ta sẽ bắt đầu làm bước thứ 3 từ việc quan trọng nhất. Có đúng không ạ? Bước thứ 3 từ việc quan trọng nhất, sau đó làm xong việc quan trọng nhất thì chuyển đến việc thứ 2. Hoặc là làm việc thứ 3 mà không thể làm liên tục mà bắt buộc có thời gian gián đoạn, thì thời gian gián đoạn đó mình dành để làm việc thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Nhà mình có đồng ý không ạ? Thế nhưng bước thứ 3 này mới quyết định và tạo nên sự khác biệt ạ. Bước thứ 3 này mới là phần quan trọng nhất. Bước thứ 3 đó là khi mình đã biết thứ tự cần làm và biết cần làm việc gì đầu tiên rồi, thì mình cần làm nó với bao nhiêu phần trăm ạ? 100%. Làm nó với 100% khả năng của mình. Mình tập trung bao nhiêu phần trăm để làm nó? 100%. Bao nhiêu phần trăm ạ? 100%. Và mình khi làm nó thì mình chọn hiện diện bao nhiêu phần trăm để làm nó? 100%. Dạ vâng, có một số từ thì anh chị và các bạn sẽ thấy nó hơi khó hiểu một chút, thì một lát nữa mình sẽ phân tích ạ. Mình cần hiện diện bao nhiêu phần trăm ạ? 100%. Và công việc nào thì nó cũng có deadline, nó có chỉ tiêu đúng không ạ? Nếu không hoàn thành nó thì mình sẽ bị đánh những cái dấu rất là đen, hoặc là nó sẽ ảnh hưởng đến việc lương của mình, có đúng không ạ? Và vì vậy mà rất nhiều người vẫn phải chạy cho kịp deadline, hoặc là làm cho nó kịp chỉ tiêu, đủ chỉ tiêu đúng không ạ? Và để chạy kịp deadline hoặc đủ chỉ tiêu, bởi vì lúc chỗ làm mình đã không hoàn thành nên nhiều người sẽ làm gì ạ? Lôi về nhà để làm. Thế lúc về nhà đáng nhẽ là lúc làm gì ạ? Dành cho gia đình, cho con cái mình đúng không ạ? Thì lại làm gì ạ? Làm việc. Lôi công việc. Thế lúc đấy con cái và chồng hay vợ của mình có cảm giác mình dành thời gian cho gia đình không ạ? Họ sẽ cảm thấy thế nào ạ? Thiếu. Thứ nhất mình cũng cảm thấy mình chả có thời gian dành cho gia đình. Và cái thứ hai, con cái hay là người thân trong gia đình cũng chả bao giờ thấy có thời gian dành cho gia đình, mặc dù mình đang ở đâu ạ? Ở nhà. Nhưng mà mình đang làm cái gì? Con muốn đến, chạy đến: mẹ ơi, mẹ giúp con làm cái này, mẹ chơi với con. Thì mẹ bảo là gì ạ? Mẹ đang bận, mẹ còn việc phải làm. Và vì sao mẹ có việc phải làm ạ? Vì sao ạ? Ở chỗ làm đã không tập trung hết sức 100%, không làm tốt nhất có thể để đáng nghĩa trong cái khoảng thời gian đấy thôi là mình đã thế nào rồi ạ? Làm xong rồi mà mình làm chậm, phần lớn thời gian mình lãng phí vào những việc vô ích. Nên là lôi việc về nhà. Lôi việc về nhà như thế thì con lại cảm thấy mẹ thế nào ạ?
không quan tâm và mình cũng có cảm giác là mình có nhiều thời gian dành cho gia đình không ạ? Không. Có đúng không ạ? Và Vi lại cảm thấy không có nhiều thời gian dành cho gia đình nên đến lúc đến chỗ làm mình lại làm gì ạ? Lại nghĩ về gia đình. Có buồn cười không ạ? Và sau đấy ở nhà thì đấy có thời gian dành cho con, đến chỗ làm thì không có thời gian dành cho công việc. Hiệu quả công việc của mình như thế nào ạ? Thấp hay rất thấp ạ? Rất thấp. Và đây chính là điều mà rất rất nhiều người mắc phải. Và họ cứ cảm giác bận bù đầu và sao họ chỉ ước một ngày có bao nhiêu tiếng ạ? 30 tiếng. Nhưng khổ lắm, một ngày chỉ có bao nhiêu giờ thôi ạ? 24 giờ, có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa mình cũng không thể mua được thêm. Và thực sự 24 giờ là quá đủ để mình làm tất cả mọi thứ. Nếu mình biết mấy bước để điều khiển thời gian như ý muốn ạ? Ba bước. Bước đầu tiên viết ra các công việc quan trọng cần làm. Bước thứ hai, sắp xếp nó theo thứ tự quan trọng giảm dần và tập trung làm vào việc gì ạ? Quan trọng nhất. Làm nó 100%, tập trung 100%. Và tại sao ở đây lại có hiện diện 100%? Đó là khi mình ở đâu thì mình làm gì ạ? Hiện diện 100% ở đó. Có rất nhiều các anh chị và các bạn sẽ không hiện diện 100%. Không hiện diện 100% là thế nào? Ở chỗ làm, nghĩ đến cái khác. Đầu mình ở chỗ khác. Thì lúc đấy mình chỉ còn cái xác ở cái vị trí mình đang ở thôi ạ. Còn hồn mình thì bay đi đâu rồi ạ? Mà một cái xác không hồn thì là cái gì ạ? Chả là cái gì cả. Nhà mình có đồng ý không ạ? Lúc đấy đương nhiên có làm được việc gì không ạ? Không. Và bước tiếp theo, bước thứ ba quan trọng nhất ạ. Sau khi mình có thứ tự, có list công việc rồi ạ, là danh sách công việc ạ, mình biết nó theo thứ tự nào rồi thì mình tập trung vào việc quan trọng nhất, đúng không ạ? Sau đó làm theo thứ tự giảm dần. Và khi đã chọn cái gì rồi để làm thì mình làm nó 100%, làm nó một cách tốt nhất, tập trung toàn bộ tinh thần, sức lực của mình để nó đạt hiệu quả cao nhất. Mình hiện diện 100%, không phân tán tư tưởng, không nghĩ đến những cái khác. Nhà mình có đồng ý không ạ? Để cái việc đó nó ra kết quả như thế nào ạ? Tuyệt vời nhất. Khi nó ra kết quả tuyệt vời nhất thì lúc về nhà mình sẽ không phải lo lắng. Thì mình sẽ có thể tập trung 100% ở đâu ạ? Ở nhà. Dành trọn vẹn thời gian cho bố mẹ mình, cho vợ hoặc chồng mình, hoặc dành cho con của mình à? Như thế có tuyệt vời hơn không ạ? Và lúc đi chơi với con thì vứt cái điện thoại đi, nhà mình có đồng ý không ạ? Không gọi điện thoại công việc nữa, không lướt Facebook nữa. Bởi vì rất nhiều bạn có một cái thói quen, không chỉ trong gia đình đâu ạ, có những bạn trẻ đi du lịch cũng vậy thôi ạ. Mình rất hay thích cầm cái điện thoại làm gì ạ? Chụp ảnh tự sướng. Sau đấy tất cả các bạn bè trong nhóm đều chụp ảnh tự sướng. Và cuối cùng tất cả mọi người về nhà chỉ còn lưu giữ cái gì thôi ạ? Những cái bức ảnh thôi ạ, mà trong khi ở đó chả có tí kỷ niệm nào cả. Sau đó mình lại dành thời gian ở hiện tại để nhìn về quá khứ trong những bức ảnh đó. Và sau đấy có thể nó hơi ảo một tí, hơi lừa dối một tí. Mình up lên, mình viết những câu status thật là ý nghĩa, thật là hay, khiến cho người ta tưởng mình có những trải nghiệm thực sự tuyệt vời. Nhưng thực ra thì sao ạ? Mình chả có trải nghiệm gì cả. Và có nên sống như thế không ạ? Nếu đã ở đâu thì hãy tìm cách để tận hưởng nó và làm nó một cách tuyệt vời nhất. Nếu ở chỗ làm thì mình hãy tập trung làm 100% để hiệu quả công việc của mình như thế nào ạ? Cao nhất. Và khi hiệu quả công việc của mình cao, mọi người có quý mình không ạ? Có, mình sẽ có được niềm tin yêu của mọi người. Và sau đó làm rất hiệu quả, mình sẽ không cần lôi việc về nhà để làm nữa. Lúc đó, lúc ở nhà thì mình dành trọn vẹn thời gian cho con cái và vợ hoặc chồng của mình. Và lúc đi chơi thì nó chỉ là để đi chơi, tận hưởng cái lúc đi chơi. Thường mình không đi một mình có đúng không ạ? Mình đi với mọi người. Và lúc đi chơi và đi với mọi người là để làm gì ạ? Kết nối có đúng không? Thì hãy làm đúng ý nghĩa của việc kết nối, đó là dành thời gian cho những người đi cùng mình, chứ không phải dành thời gian để nhìn vào cái gì ạ? Cái điện thoại. Và cứ chăm chăm nhìn xem cái mặt mình có đẹp không, có xinh không trong cái điện thoại. Cuộc sống sẽ thật sự là vô nghĩa, bởi vì mình đi chơi mà mình chỉ nhìn vào cái điện thoại để sau đó mình lại dành thời gian trong tương lai để ngắm lại cái bức ảnh đó mà không tận hưởng thời gian ở hiện tại 100%. Lãng phí không ạ? Và rất nhiều người đang sống theo cách này, đang làm theo cách này, vậy nên hiệu quả công việc nó bị sao ạ? Rất thấp. Lúc nào mình cũng cảm giác nó chưa được như ý muốn. Và bây giờ nhà mình tổng kết một chút, ba bước có được không ạ? Để nhà mình có thể nhìn rõ hơn. Hôm nay chúng ta học về 3 bước để giúp điều khiển thời gian như ý muốn, nó sẽ như ý của mình ạ. Và nếu các bạn làm theo đúng như trình tự hướng dẫn từ đầu đến giờ thì đảm bảo cuộc sống của mình nó sẽ rất tuyệt vời và thực sự các bạn có thể điều khiển thời gian như mình mong muốn. Bước đầu tiên là mình làm gì ạ? Mỗi ngày dành 7 phút để viết ra 7 việc quan trọng cần làm vào ngày tiếp theo. Nhà mình có đồng ý không ạ? Sau khi viết rồi thì chỉ dành 7 phút tiếp theo thôi để làm gì ạ? Sắp xếp 7 việc này theo thứ tự quan trọng giảm dần.
việc quan trọng nhất thì đánh số 1, việc quan trọng thứ hai thì đánh số 2. Và sau đó ngày hôm sau thì bắt đầu làm gì ạ? Tập trung ngay vào việc gì ạ? Việc quan trọng nhất, làm việc quan trọng nhất hoặc cần làm trước. Và khi làm nó thì làm với bao nhiêu phần trăm ạ? 100%. Tập trung và hiện diện 100%, làm nó ngay lập tức để đạt kết quả như thế nào ạ? Cao nhất. Và có một điều thần kỳ sẽ xảy ra nếu các bạn làm như thế. Tất cả mọi người xung quanh, đầu tiên là chính các bạn và các anh chị đã, mình sẽ thấy bất ngờ khi hiệu quả công việc của mình tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Mình kiểm soát được thời gian một cách vô cùng hiệu quả. Và lúc đấy bạn bè hoặc đồng nghiệp xung quanh, hoặc là sếp hoặc là nhân viên của mình sẽ nhìn thấy mình làm việc một cách vô cùng hiệu quả, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng chủ động, chứ không bị động nước đến chân mới nhảy vào. Mình luôn luôn bị sốt ruột và bị căng do áp lực, bởi vì là nó sắp đến hạn bắt buộc phải hoàn thành. Và điều đó sẽ khiến mình cảm thấy vô cùng thoải mái, yêu đời, hạnh phúc và có nhiều thời gian để làm những điều ý nghĩa hơn nữa. Các bạn có mong muốn làm điều này không ạ? Dạ vâng, nếu có thì hãy nhớ mình có mấy bước ạ? Bước 1, viết ra 7 phút. Dạ vâng, 7 phút viết ra 7 việc quan trọng cần làm. Tiếp theo, bước thứ 2 lại 7 phút dành để sắp xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần. Cái quan trọng nhất đánh số 1, quan trọng thứ 2 đánh số 2. Và ngày hôm sau khi mở mắt và nhớ đến điều gì đầu tiên ạ? Điều quan trọng nhất. Và ngay lập tức làm mọi việc một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để tập trung ngay lập tức 100%, hiện diện 100% để hoàn thành từ việc quan trọng nhất tới các việc thứ tự giảm dần. Nhà mình có đồng ý không ạ? Và khi đã làm thì làm bằng được tới khi xong hết các cái list công việc hay danh sách công việc mình đề ra. Nhà mình có đồng ý không ạ? Và mình hoàn thành cho tới khi xong, lúc đấy còn bao nhiêu thời gian thì mình dành để cho những việc như những hòn cát, những hòn sỏi nhỏ hay là cái nước để nó lấp đầy cái khoảng thời gian còn lại. Nhà mình có đồng ý không ạ? Và bằng việc như vậy mình sẽ thấy mình có vô khối thời gian. Và giống như trong phần của đoạn video đầu tiên mà các bạn xem về của anh Nam ấy ạ. Sau khi anh ấy áp dụng theo thứ tự này, anh ấy viết ra 7 công việc, anh ấy sắp xếp nó vào ngày hôm sau khi mới đến chỗ làm, anh ấy đã làm gì rồi ạ? Làm đúng theo thứ tự đó. Và hôm đó thì cái người giám đốc hay là tổng biên tập ở đó đã nhìn anh ấy với con mắt hoàn toàn khác. Và nếu bây giờ kể cả các bạn và các anh chị đang trong tình trạng mình làm việc kém hiệu quả, mọi người không tin tưởng mình, thì cách để lấy lại niềm tin của mọi người hay khiến mình tự hào về bản thân mình không mất nhiều thời gian đâu ạ. Chúng ta có thể thay đổi nó ngay lập tức. Và ngay ngày mai khi các anh chị và các bạn đến chỗ làm ạ, hãy áp dụng 3 bước này. Hãy chủ động làm tất cả mọi việc. Và mình đã có list công việc rồi ạ. Ngay lập tức xông vào làm nó 100%, hiệu quả nhất, tập trung nhất, hiện diện cao nhất. Nó làm xong rồi thì mình chuyển ngay lập tức tới bước tiếp theo. Mình không để thời gian của mình bị lãng phí nữa. Thì các anh chị và các bạn sẽ phát hiện ra một bí mật tuyệt vời. Cuộc sống mình như thay đổi hoàn toàn. Nó chỉ ngay lập tức sau khi mình áp dụng các bước này ạ. Và ngay lập tức thì người xung quanh cũng nhìn mình một cách khác hẳn. Nhiều người nói là thay đổi sẽ cần thời gian. Mình thay đổi nhận định hoặc đánh giá người khác về mình, nó cần mất rất nhiều thời gian, nhưng không phải ạ. Nếu các anh chị và các bạn để ý, ở phần cuối của video, trong video mình xem ban đầu về anh Nam ấy ạ, người tổng biên tập đã nói một câu ngay vào ngày hôm sau khi anh ấy áp dụng 3 bước này. Thằng bé ấy hôm nay như là trở thành một người khác, làm mọi việc đâu ra đấy. Và trên mặt người tổng biên tập đó nở một nụ cười. Nụ cười đó thể hiện niềm vui, sự tin tưởng với chàng trai đó và tin chắc chàng trai đó sẽ làm tốt hơn. Mà trong khi ngay ngày hôm qua mình vẫn thấy thế nào với chàng trai đó ạ? Rất là khó chịu và không tin tưởng và nghĩ là không có việc gì quan trọng có thể giao được cho người này. Như vậy đấy ạ, mọi việc có thể thay đổi được trong ngay lập tức, nó không mất nhiều thời gian đâu ạ. Và nếu các bạn thực sự muốn điều khiển thời gian của mình, muốn sống một cách tuyệt vời nhất để có đủ thời gian cho tất cả mọi thứ, muốn không chỉ làm được một công việc tốt mà mình có thể làm được rất nhiều thứ tốt cùng một lúc, mà trong khi những người khác đang vật vã với cuộc sống của mình, trong khi mình làm mọi thứ tốt, mình vẫn có nhiều thời gian để làm tất cả những thứ mình thích, thì hãy áp dụng mấy bước ạ? Ba bước. Bước 1, dành 7 phút để viết ra 7 việc quan trọng nhất cần làm vào ngày hôm sau. Sau đó, bước thứ 2, dùng 7 phút. Chính xác ạ, để sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần. Cái quan trọng thì đánh số, quan trọng nhất đánh số 1, quan trọng thứ 2 đánh số 2. Và ngày hôm sau, khi bắt đầu tỉnh dậy thì mình bắt đầu làm gì luôn ạ? Tập trung vào việc quan trọng nhất để hoàn thành nó ngay lập tức. Và khi hoàn thành được việc thứ nhất rồi thì ngay lập tức làm gì ạ? Tập trung vào việc thứ hai. Và cứ như vậy mình làm cho tới khi hết toàn bộ danh sách của mình.
Lúc đó các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ vì năng lực của mình quá tuyệt vời và mình vẫn còn vô khối thời gian để mình được làm tất cả những điều khác mình yêu thích. Và thêm một điều nữa, các bạn sẽ thấy toàn bộ mối quan hệ xung quanh của mình thay đổi. Bố mẹ sẽ cảm thấy mình tuyệt vời hơn, vợ hoặc chồng sẽ thấy yêu mình hơn và đặc biệt tất cả những người đồng nghiệp làm việc với mình sẽ thấy thế nào ạ? Ngưỡng mộ và thấy mình là một người cực kỳ tuyệt vời, có thể tin tưởng được. Và hy vọng sau phần này thì các bạn đã nắm được những bí quyết tuyệt vời nhất rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn đạt được tất cả những điều như các bạn mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.